Xin kính chào các bạn vị. Lần trước làm cái video là dòng Galaxy của Samsung đang có mặt trên thị trường, nhiều bạn xem vãi nồi, thì hôm nay như lời hứa là mình sẽ tổng hợp lại tất cả các dòng thiết bị Xiaomi đang có mặt trên thị trường để các bạn dễ dàng phân biệt. Đây thì số thống kê mình lấy tại website Di động Thông Minh. Các bạn mua Xiaomi đây thì lúc này đang 20 tháng 11, có rất nhiều quà tặng nhân dịp 8 tháng 3 cho mọi người. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua lại. Hiện tại của Xiaomi đang có một số dòng chính, như chúng ta có dòng Redmi, chúng ta sẽ có dòng Redmi Note, chúng ta sẽ có dòng Mi và cũng như là Mi Note. Thế thì bốn dòng này khác nhau như thế nào và đối tượng là ai, chúng ta sẽ cùng xem nhau nhé. Đầu tiên là dòng Redmi. Redmi là một dòng sản phẩm mà tập trung vào đó là có cấu hình trung bình nhưng thời lượng pin rất ấn tượng, với dung lượng thường là khoảng trung bình là 4000 mAh. Chúng ta có Redmi 3, 3S, 3X, Redmi 3 Pro, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4 Prime v.v. Các bạn thấy là ở cái dòng sản phẩm này thì đều có cái màn hình thường là ví dụ như HD, đều có sử dụng chip Qualcomm Snapdragon này. Sau đó chúng ta sẽ có được đó là cái dung lượng pin khủng, thoải mái cho khả năng kết nối sử dụng lâu dài, và giá nó cũng là mức giá rẻ nhất. Trong đó thì các bạn sẽ thấy là có một sản phẩm rất lạc loài, đó là Redmi Pro. Redmi Pro là một thiết bị cũng không hiểu tại sao Xiaomi đưa ra khi nó lại có nhiều cái mới, ví dụ như là có cổng USB-C, có cấu hình lại tương đồng với con Xiaomi Redmi Note 4. Và đây là một sản phẩm có thể nói là lạc loài. Và nói về dòng Redmi Note thì không thể bỏ qua cái tên Redmi Note 2 và Redmi Note 3. Tại Di động Thông Minh cho biết đây là hai model bán chạy nhất cho tới thời điểm này, khi mà Redmi Note 2 được lòng người tiêu dùng vì cấu hình rất ấn tượng, Helio X10 nó cũng có cả bản 3GB, hiệu năng ngon, và Redmi Note 3 thì lại có bản Pro chạy chip Snapdragon rất là bá đạo, và cái hiệu năng của nó tầm này. Có thể nói con chip Snapdragon mà Redmi Note 3 Pro đang sử dụng là dư sức đáp ứng mọi nhu cầu người dùng. Redmi Note 4 thì mới gần đây thay đổi thiết kế mới trong hiện đại hơn, nhưng mà về hiệu năng vẫn thua kém Redmi Note 3 Pro. Đây là một dòng model có tập trung vào là màn hình lớn 5,5 inch, cấu hình ngon, đem lại thời lượng pin cũng không hề kém cạnh. Dòng thứ ba chính là dòng Mi. Dòng này là dòng cao cấp được xem là flagship của Xiaomi, cao cấp với Xiaomi nhưng vẫn rẻ so với các hãng khác, như là chúng ta có Mi 3, Mi 4, Mi 4 thì có Mi 4C, rồi có Mi 4S, và chúng ta bây giờ sẽ có Mi 5. Thì Mi 5 thì cũng chia ra là Mi 5S rồi Mi 5S Plus. Có thể nói cái dòng sản phẩm này thì cũng có cấu hình rất là ấn tượng, thường là dùng các con chip Qualcomm Snapdragon cao cấp. Tiếp theo nữa là sự có màn hình Full HD và nó đi kèm với những công nghệ mới như là cảm biến vân tay, camera chống rung. Nếu các bạn muốn mua sản phẩm Xiaomi chụp ảnh đẹp nhất thì nên chọn dòng là Mi, dòng Mi và cái dòng Mi Note là dòng cao cấp để đem lại camera xuất sắc. Và cũng như chúng ta đến dòng cuối cùng là chiếc Fablet Mi Note 2 mình đang cầm ở đây. Mi Note là một dòng với màn hình là 5,7 inch, ngoài ra nó đi kèm với chúng ta cái cấu hình tương tự như dòng Mi là sẽ luôn luôn là khủng nhất ở trên thị trường. Nhưng bây giờ là chip Snapdragon 821 có cả bản 6GB, và với cái sản phẩm này nhằm mục đích cạnh tranh với những dòng Fablet đến từ sản xuất như LG, Samsung v.v. Nhưng đây cũng là cái dòng ít thành công nhất của Xiaomi. Fablet của Xiaomi thì thường không bán chạy bằng số các hãng khác như năm ngoái chip Pro, tại vì là trùng chip 810. Năm nay Mi Note 2 thì sẽ có màn hình cong, nhưng đáng tiếc lại là cái điểm yếu nhất của nó khi hiển thị không đẹp. Ngoài ra nữa là cái màn cong cũng làm chưa tới, không có phần mềm tính năng hỗ trợ nhiều. Hay là mình nghĩ là Mi Note 2 cũng khó thành công được như chiếc Mi 5 mà Xiaomi đang làm. Quên, đúng rồi, bạn nhắc chuẩn đấy, đúng, cảm ơn bạn đã comment. Thì cái dòng Mi Max là một cái dòng khá lạ. Mi Max là một chiếc Fablet mà không thuộc ở trong cái dòng Mi cao cấp, khi mà sử dụng cái cấu hình tương tự như con Redmi Note 3 Pro và sẽ có màn hình lên tận 6 inch. Nó là sự pha trộn đánh vào cái phân khúc những người cần Fablet màn hình lớn để giải trí, xem phim và nghe nhạc. Và như vậy các bạn thấy là với những dòng sản phẩm mình vừa tổng hợp qua tại cửa hàng Di động Thông Minh thì các bạn có bao gồm 4 dòng chính: dòng Redmi dành những người cần pin khỏe, cấu hình trung bình. Dòng tiếp theo là dòng Redmi Note là dành những người cần cấu hình cao mà giải trí tốt cũng như là đem lại cái màn hình lớn 5,5 inch. Trong khi đó chúng ta sẽ có dòng Mi là dòng flagship, nếu các bạn muốn hỗ trợ tốt nhất, nhiều cái công nghệ hiện đại thì nên mua dòng Mi. Và thứ tư là dòng Mi Note. Mi Note là dành những người cần 5,7 inch cũng cấu hình cao khủng khiếp hơn so với Mi Max. Và cũng như là ở trong này model thì lòi ra mỗi con là Mi Max và Redmi Pro là hai sản phẩm mà chưa ăn liền với cái tên của nó cho lắm, nhưng vẫn là những cái sản phẩm thành công. Và các bạn nghĩ sao, và các bạn lựa chọn đang dùng dòng nào, và việc Xiaomi để như vậy là có vừa hay không, hay là nó là quá nhiều? Hãy comment chia sẻ ý kiến bên dưới và truy cập website Di động Thông Minh để tham gia bán chi tiết của những sản phẩm này. Hẹn lại anh em vào các video sau. Gì mà mỏi tay sớm đấy, xuống thấp.